Than Uyên, mảnh đất không chỉ là chiếc nôi của loài người từ thuở hồng hoang, mà còn là chiếc nôi của cách mạng. Trên mảnh đất đầy nắng và gió, con người Than Uyên luôn kiên cường, anh hùng trong chiến đấu, cần cù trong lao động, xây dựng nên một vùng quê ngày càng giàu đẹp. Trong đó, giáo dục Than Uyên góp phần không nhỏ vào bức tranh quê hương tươi đẹp, quê hương Than Uyên. Ngày 7 tháng 8 năm 1948, đánh dấu mốc son chói lọi của lịch sử, Đảng bộ huyện Than Uyên chính thức được thành lập. Từ khi Đảng bộ huyện ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành giáo dục huyện Than Uyên dần phôi thai và ngày càng phát triển. Những ngày đầu gian khó, Đảng lãnh đạo giáo dục Than Uyên theo quan điểm cách mạng của Đảng, thay thế quan điểm giáo dục cũ, phong kiến, lạc hậu. Toàn huyện có 1.095 người học lớp bình dân học vụ. Mạng lưới trường lớp thời kỳ này chưa phát triển. Hệ phổ thông chủ yếu là các lớp học cấp 1. Cả huyện có một trường cấp 1 đóng trên địa điểm sân bay Mường Than với chưa đầy 50 học sinh. Sau đó, chuyển về chân đồi Hủy 4 Mường Cang dựng phòng học tạm, mở tới các lớp 1, lớp 2, lớp 3 do thầy Hoàng Văn Điển và thầy Hà Sự dạy. Thu hút trên 60 học sinh con em các dân tộc Than Uyên và một số học sinh huyện Mù Cang Chải về học. Cùng thời điểm này, Than Uyên đã kịp thời đào tạo được 30 giáo viên người địa phương. Từ những buổi đầu sơ khai, giáo dục huyện Than Uyên đã có trường lớp đơn giản, nhưng bước đầu đã tạo được nền móng của nền giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Sau ngày giải phóng Than Uyên, ngày 15 tháng 10 năm 1952, mạng lưới trường lớp được mở rộng tới 4 trường, Mường Cang, Mường Kim, Mường Than, Mường Khoa với 97 học sinh cấp 1. Ngành giáo dục thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện rất khó khăn vì vừa đề cao cảnh giác chống giặc và thổ phỉ quấy phá, vừa lo việc dạy tốt cho người học biết chữ và đấu tranh tuyên truyền, chống lại các luận điệu sai trái của địch, gây mâu thuẫn chia rẽ đảng với nhân dân. Do thiếu giáo viên trầm trọng, nên mỗi thầy cô giáo phải dạy 2 lớp, dạy 2 ca trên ngày. Các lớp bình dân học vụ, dạy chữ Thái được tăng cường dạy, toàn huyện đã mở được 86 lớp trên 1.191 học viên. Thời kỳ Than Uyên thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1960-1965, tình hình kinh tế xã hội của huyện đã có sự phát triển vững chắc hơn. Trên lĩnh vực giáo dục cũng thu hút được nhiều thành tựu với sự phát triển nhanh về số lượng và chất lượng. Năm học 1961-1962, đồng chí Đinh Công Đường làm trưởng phòng, toàn huyện đã có 49 lớp học phổ thông với 1.318 học sinh. Mở lớp bổ túc văn hóa và xóa mù chữ cho 760 người, 151 người được học bổ túc cấp 1, cấp 2. Năm học 1962-1963, đồng chí Nguyễn Kim Lân làm trưởng phòng, ngành học phổ thông tăng lên 59 lớp. Đến năm học 1965-1966, đồng chí Lê Phi làm trưởng phòng đã tăng lên 77 lớp. Trường Thanh niên Dân tộc Nội trú huyện đã khai giảng khóa đầu tiên cho 32 học sinh. Trong những năm 1965 đến năm 1972, đồng chí Nguyễn Văn Phớn đang giữ cương vị trưởng phòng. Than Uyên chứng kiến thời kỳ giặc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc ác liệt bằng không quân. Ngày 29 tháng 10 năm 1965, Mỹ đã ném 83 quả bom xuống huyện lỵ Than Uyên, gây thiệt hại lớn về người và của. Trước tình hình trên, huyện ủy chỉ đạo ngành giáo dục vượt lên mọi khó khăn để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm, vừa chiến đấu vừa sản xuất. Các trường học trong toàn huyện kịp thời sơ tán vào rừng, vừa học vừa đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Quy mô trường lớp vẫn tăng nhanh. Đến năm học 1968-1969, ngành học phổ thông cấp 1 đã huy động được 1.739 học sinh, cấp 2 có 154 học sinh. Đến năm 1975, lúc này đồng chí Hoàng Ngọc Điển đang giữ cương vị trưởng phòng, huyện Than Uyên đã phát triển đủ 4 cấp học: mầm non, cấp 1, cấp 2 và trường phổ thông lao động dành cho đối tượng thanh niên các dân tộc. Chiến dịch ánh sáng văn hóa tới các xã vùng cao, vùng xa như Khoen On, Nậm Sỏ, Mường Khoa đã thu được kết quả tốt. Các trường phổ thông đều thực hiện tốt chủ trương, một hội đồng, hai nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ dạy các lớp phổ thông, đồng thời dạy các lớp bổ túc văn hóa. Thời điểm đất nước giành được độc lập, thống nhất năm 1975, ngành giáo dục Than Uyên xác định mục tiêu là giáo dục thế hệ trẻ có đạo đức, có tri thức, trở thành con người mới phát triển toàn diện. Những năm 1976 đến năm 1982, đồng chí Nguyễn Văn Ngoạn làm trưởng phòng,
phong trào giáo dục mạnh mẽ rộng khắp ở các xã trong toàn huyện. 17 xã thị trấn có trường cấp 1, bình quân 6 người dân thì có 1 người đi học. Năm học 1980-1981, toàn huyện có 8.153 học sinh, đặc biệt số học sinh phổ thông trung học tăng lên 312 em, trong đó có 15 em học sinh là dân tộc ít người. Đến thời kỳ đổi mới sau năm 1992, lúc này đồng chí Đỗ Hải Yến đang giữ cương vị trưởng phòng. Tình hình kinh tế xã hội của huyện và đất nước đã ổn định, giáo dục Than Uyên có bước khởi sắc, quy mô giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa tiếp tục được củng cố và phát triển tăng nhanh về số lượng lớp và số học sinh. Có 17 trường tiểu học hoàn chỉnh đến hết lớp 5, có 8 trên 17 xã thị trấn có trường trung học cơ sở, trường phổ thông trung học đã có 9 lớp với 262 học sinh. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ có những bước chuyển biến tích cực. Thực hiện nghị quyết Đảng bộ huyện khóa 13-14 về công tác giáo dục, Phòng Giáo dục chủ động tham mưu với huyện ủy chương trình đề án thực hiện nghị quyết Trung ương 2 khóa 8 của Đảng về công tác giáo dục và đào tạo, ban hành chỉ thị số 03, chỉ thị của huyện ủy ngày 27 tháng 5 năm 1997 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ. Công tác phát triển Đảng trong các trường học được chú trọng. Tính đến năm 1998, toàn ngành giáo dục có 113 đảng viên. Các trường trọng điểm, các trường dọc tuyến quốc lộ 32 đã có chi bộ sinh hoạt độc lập. Có 3 trên 17 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ. Năm 2000 đã có 16 trên 17 xã thị trấn và huyện Than Uyên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học, chống mù chữ. Đây là dấu mốc quan trọng tạo tiền đề để phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện Than Uyên cho những năm tiếp theo. Đến năm 2002, đồng chí Đinh Trung Tuấn giữ cương vị trưởng phòng. Than Uyên có 2 trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia là tiểu học số 1 Nà Cang và mầm non số 1 thị trấn Than Uyên. Sau đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên khóa 15, giáo dục Than Uyên hướng đến mục tiêu tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học, duy trì bền vững chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ, chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phấn đấu 100% số xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào năm 2007. Đến năm 2005, quy mô trường lớp ổn định, chất lượng đi vào chiều sâu, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện đảm bảo các mục tiêu đề ra. Năm 2005 đã phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi ở 15 trên 19 xã thị trấn. Năm 2007 đã có 19 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Than Uyên đã được tỉnh Lai Châu công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ sở vào tháng 10 năm 2007. Sau khi chia tách, ngày 30 tháng 10 năm 2008, vùng đất con người Than Uyên giàu truyền thống cách mạng, luôn tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Diện mạo Than Uyên ngày một thay da đổi thịt, dưới sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sở giáo dục và đào tạo, sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và sự vào cuộc tích cực của chính quyền các xã, thị trấn, sự quan tâm ủng hộ của đa số nhân dân, từ năm học 2009-2010 đến năm học 2014-2015, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Trần Quang Chiến, giáo dục Than Uyên tiếp tục thực hiện đảm bảo các mục tiêu, đó là duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, phát triển quy mô trường lớp, huy động tối đa học sinh ra lớp và nâng cao chất lượng. Từ năm 2015 đến nay, đồng chí Trịnh Ngọc Hải giữ cương vị trưởng phòng. Để nâng cao chất lượng giáo dục, quy mô trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn và tập trung, huyện đã thực hiện sáp nhập 26 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, đảm bảo mỗi xã, thị trấn chỉ có một trường trên một cấp học. Vì vậy, từ 54 trường giảm xuống còn 39 trường, học sinh các điểm trường lẻ được đưa về học ở các điểm trường trung tâm, góp phần giảm áp lực về số lượng giáo viên. Đến năm học 2021-2022, công tác giáo dục của huyện Than Uyên vừa thực hiện đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, vừa chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Năm học 2022-2023,
toàn huyện Than Uyên có 39 trường trên 706 lớp. Chia ra, cấp mầm non có 12 trường trên 189 lớp, cấp tiểu học có 11 trường trên 300 lớp, cấp trung học cơ sở 11 trường trên 160 lớp, liên cấp tiểu học và trung học cơ sở 1 trường trên 9 lớp, trong đó có 5 lớp tiểu học và 4 lớp trung học cơ sở. Cấp trung học phổ thông có 4 trường trên 48 lớp, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có 4 lớp. Toàn huyện có 20.759 học sinh, trong đó cấp mầm non có 4.661 trẻ, cấp tiểu học có 7.869 học sinh, cấp trung học cơ sở có 6.113 học sinh, cấp trung học phổ thông có 2.116 học sinh. Một trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp với 150 học viên, 23 trên 35 trường thực hiện dạy 2 buổi trên ngày, trong đó 12 trên 12 trường mầm non, 11 trên 11 trường tiểu học và cấp tiểu học của trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được tăng cường hàng năm nên cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Toàn ngành chú trọng chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đáp ứng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hầu hết giáo viên có tinh thần trách nhiệm, linh hoạt và sáng tạo trong công việc, tích cực tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn nên chất lượng đội ngũ chuyển biến qua từng năm. Năm học 2021-2022 có 100% cán bộ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị và được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn đạt 75,9%, 6,5% giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị, 5,2% giáo viên được bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục. Tỷ lệ đảng viên toàn ngành đạt 52,6%. Hiện tại, 100% đơn vị trường đều đã xây dựng lộ trình để cán bộ quản lý và giáo viên chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo đi học nâng chuẩn để đảm bảo 100% nhà giáo đạt chuẩn đến năm 2025. Cơ sở vật chất các trường được từng bước quan tâm, đầu tư theo hướng chuẩn hóa, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ nhu cầu dạy, học của giáo viên và học sinh được quan tâm, đầu tư kịp thời. Nhất là các thiết bị dạy học hiện đại, phục vụ nhu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tính đến thời điểm tháng 10 năm 2022, toàn huyện có 847 phòng học, trong đó kiên cố 751 phòng, đạt 88,7%, bán kiên cố 91 phòng, đạt 10,7%, 5 phòng học tạm chiếm 0,6%, 148 phòng học bộ môn, trong đó kiên cố 129 phòng, đạt 87,2%, bán kiên cố 19 phòng, đạt 12,8%, 418 phòng chức năng, trong đó kiên cố 280 phòng, đạt 67%, bán kiên cố 126 phòng, đạt 30,1%, tạm 12 phòng, đạt 2,9%, 167 phòng ở cho giáo viên, trong đó kiên cố, bán kiên cố 158 phòng, đạt 94,6%, 251 phòng ở cho học sinh, trong đó kiên cố, bán kiên cố 251 phòng, đạt 100%. Kết quả phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2022, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 và xóa mù chữ mức độ 1, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, đủ điều kiện duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia được Ủy ban Nhân dân huyện và ngành giáo dục quan tâm chỉ đạo nên thực hiện đảm bảo theo lộ trình kế hoạch hàng năm. Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo sát sao công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, quan tâm nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn, đầu tư về cơ sở vật chất, cân đối về đội ngũ cho các trường trong kế hoạch kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn. Tính đến tháng 9 năm 2022, tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 29 trên 39 trường, chiếm 74,4%, trong đó cấp mầm non có 10 trên 12 trường, đạt 83,3%, cấp tiểu học có 9 trên 11 trường, đạt 81,8%, cấp trung học cơ sở có 8 trên 12 trường, đạt 66,7%, cấp trung học phổ thông có 2 trên 4 trường, đạt 50%, trong đó
có 4 trường đạt chuẩn mức độ 2, bao gồm trường mầm non xã Mường Mít, trường tiểu học thị trấn Than Uyên, trường tiểu học xã Mường Cang, trường trung học cơ sở thị trấn Than Uyên. Ước tính đến tháng 12 năm 2022, toàn huyện có 35 trên 39 trường đạt 89,7% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó cấp mầm non có 11 trên 12 trường đạt 91,7%, cấp tiểu học có 9 trên 11 trường đạt 81,8%, cấp trung học cơ sở có 12 trên 12 trường đạt 100%, cấp trung học phổ thông có 3 trên 4 trường đạt 75%, trong đó có 5 trường đạt chuẩn mức độ 2, gồm các trường mầm non xã Mường Mít, mầm non xã Mường Cang, trường tiểu học thị trấn Than Uyên, trường tiểu học xã Mường Cang, trường trung học cơ sở thị trấn Than Uyên. Về chất lượng giáo dục, đối với cấp học mầm non, tỷ lệ trẻ phát triển bình thường về cân nặng đạt 97,1%, trẻ phát triển bình thường về chiều cao đạt 95,2%, chất lượng giáo dục đạt 99,98%. Đối với cấp học tiểu học, tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả giáo dục hoàn thành trở lên đạt 99,94%, xếp loại hình thành và phát triển năng lực đạt 99,94%, xếp loại hình thành và phát triển phẩm chất đạt 99,95%, hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%. Đối với cấp trung học cơ sở, đối với lớp 6, tỷ lệ học sinh xếp loại kết quả rèn luyện mức đạt trở lên đạt 100%, trong đó tốt khá đạt 98%. 95,6% học sinh xếp loại kết quả học tập mức đạt trở lên, trong đó tốt khá đạt 58,1%. Đối với các lớp 7, 8, 9, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình trở lên đạt 99,98%, trong đó tốt khá đạt 98,8%. Học sinh xếp loại học lực từ trung bình trở lên đạt 98,1%, trong đó giỏi khá đạt 72,2%. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%. Cấp trung học phổ thông, hạnh kiểm từ trung bình trở lên đạt 99,3%, trong đó khá tốt đạt 96,3%, học lực từ trung bình trở lên đạt 98,8%, trong đó khá giỏi đạt 51,9%. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, số học viên xếp loại hạnh kiểm từ trung bình trở lên chiếm 82,5%, số học viên xếp loại học lực từ trung bình trở lên chiếm 81,7%. Chất lượng học sinh giỏi tiếp tục ổn định qua các kỳ thi cấp huyện, cấp tỉnh do sự quan tâm đầu tư của các đơn vị trường học. Nhiều năm liền, huyện Than Uyên nằm trong top các trường có thành tích cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 cấp tỉnh. Năm học 2020-2021 có 36 học sinh, năm học 2021-2022 có 19 học sinh đạt giải thi cấp tỉnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật đã được quan tâm. Một số trường đã có sản phẩm tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. Giáo dục STEM được quan tâm đẩy mạnh qua tổ chức Ngày hội STEM cấp huyện, Ngày hội STEM vùng cao và nông thôn thúc đẩy chuyển đổi số năm 2022 thành công rực rỡ với sự tham gia của 10 đơn vị khách mời đến từ các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học của các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, thành phố Hà Nội và nhiều đơn vị khác, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo nhân dân, phụ huynh, các thầy cô giáo và học sinh. Phong trào thể dục thể thao được các nhà trường thường xuyên chú trọng với nhiều hình thức tổ chức các hoạt động rèn luyện thân thể, tăng cường quan tâm đến học sinh có năng khiếu, bồi dưỡng để có thành tích cao trong thi đấu. Hàng năm, ngành thường xuyên xây dựng kế hoạch tổ chức thi thể dục thể thao từ cấp trường đến cấp huyện. Từ đó, chọn lọc những học sinh có năng khiếu để tập trung bồi dưỡng dự thi các cấp. Đặc biệt, tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lai Châu lần thứ 8 năm 2022, đoàn học sinh huyện Than Uyên tham gia thi đấu đạt thứ hạng khá cao với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 10 huy chương đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong trường học được tổ chức thường xuyên, khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng tại địa phương. Các đơn vị trường đã xây dựng kế hoạch thành lập duy trì hoạt động các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nhất là các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa, văn nghệ, dân gian với những nội dung phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu của học sinh trong trường. Với mục đích thực hiện nghị quyết số 02, nghị quyết huyện ủy ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Than Uyên
về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2020-2025. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tổ chức liên hoan tiếng hát dân ca học sinh các dân tộc huyện Than Uyên năm 2022, đã thu hút 40 đoàn về tham gia với tổng số 1.200 em học sinh. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp được các nhà trường quan tâm đẩy mạnh, đa dạng các hình thức tổ chức theo chủ đề hàng tháng, tập trung vào một số hoạt động như tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19, an toàn giao thông, văn nghệ, chơi trò chơi, v.v. Tổng phụ trách đội đã kết hợp với thủ thư tổ chức hoạt động giới thiệu sách, giao lưu văn hóa đọc giữa các lớp, đã tổ chức tốt một số hoạt động của thư viện để thúc đẩy văn hóa đọc cho học sinh, thành lập nhóm học sinh nòng cốt thư viện và hoạt động khá hiệu quả. Các hoạt động đã đa dạng về hình thức tổ chức, thu hút được học sinh tham gia. Tăng cường tổ chức các phòng đọc, thư viện xanh, tủ sách lớp học, tổ chức các buổi tuyên truyền, giới thiệu về sách của thư viện, các hoạt động tiết đọc thư viện, tổ chức cho học sinh tham quan, hoạt động tại thư viện. Qua đó, góp phần giáo dục ý thức đạo đức, tư tưởng của học sinh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cùng nhau đẩy mạnh thi đua yêu nước thì khó khăn gì cũng khắc phục được, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành tốt. Trong 40 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục huyện Than Uyên luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp phát triển giáo dục huyện Than Uyên. Nội dung phong trào thi đua các năm học được phát động tới tất cả các công chức, viên chức, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong toàn ngành. Các trường đã cụ thể hóa nội dung trong các phong trào thi đua, đề ra các giải pháp thực hiện sát với điều kiện thực tế của đơn vị. Thường xuyên động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm học. Qua các phong trào thi đua, các gương người tốt, việc tốt, tấm gương các nhà giáo mẫu mực được phát hiện và lan tỏa trong toàn ngành và trong xã hội. Một số nhà giáo tiêu biểu, cống hiến nhiều công sức cho công tác giáo dục được nhà nước ghi nhận, phải kể đến các nhà giáo ưu tú Vũ Minh Khuynh, Đỗ Thị Hà, Đào Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Nhật, Đỗ Thị Hòa, Mai Thị Phương Hoa. Nhiều cán bộ quản lý không quản ngại khó khăn vất vả cống hiến cho ngành như các nhà giáo Trịnh Ngọc Hải, Bùi Duy Nam, Vũ Trọng Ninh, Trần Thị Thúy Nga, Nông Thị Đào và rất nhiều thầy cô khác nữa. Với những đóng góp của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và sự nỗ lực cố gắng của các em học sinh, ngành giáo dục huyện đã nhận được những phần thưởng xứng đáng. Từ năm 2008 đến năm 2022, toàn ngành đã đạt được những thành tích sau. Về tập thể, 45 tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ thi đua. Hơn 290 lượt tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, trong đó hơn 120 lượt tập thể lao động xuất sắc được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Hơn 730 lượt tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, trong đó hơn 360 lượt tập thể lao động tiên tiến được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Về cá nhân, có 6 nhà giáo ưu tú, 369 kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, 146 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 2.634 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 9.277 lao động tiên tiến, 63 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 33 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen, 952 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 4.588 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Trong chặng đường phát triển, giáo dục Than Uyên luôn nhận được sự chăm lo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện để vượt lên vô vàn khó khăn và thử thách do chiến tranh, do mặt trái của cơ chế thị trường và do tác động của quá trình hội nhập đưa đến. Từ đó, ngành giáo dục huyện đã làm nên bao kỳ tích, được ghi dấu bằng những thành tựu quan trọng xuyên suốt cả quá trình phát triển, đóng góp quan trọng về nguồn lực con người và lớp lớp những người con có văn hóa, trình độ, có sức khỏe, có đạo đức tốt, góp phần vì mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ quá trình bảo vệ và xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng giàu đẹp, xây dựng Tổ quốc Việt Nam yêu dấu.
Nhìn lại lịch sử hơn 70 năm xây dựng và trưởng thành của ngành giáo dục và đào tạo huyện Than Uyên, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có quyền tự hào và tin tưởng rằng trong tương lai, giáo dục huyện nhà sẽ tiếp tục chuyển mình và đổi mới, các thế hệ nhà giáo, học sinh sẽ gặt hái thêm nhiều thành quả tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin của nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên. Nhân lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngành giáo dục và đào tạo chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, sở giáo dục và đào tạo Lai Châu, sự phối hợp giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể huyện và đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, những mạnh thường quân cùng toàn thể nhân dân đã quan tâm, hỗ trợ cho ngành giáo dục và đào tạo trong suốt thời gian qua. Xin gửi tới quý thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo lời tri ân sâu sắc, kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, công tác tốt, không ngừng phấn đấu, cống hiến để xây dựng nền giáo dục Than Uyên ngày càng vững mạnh.